Mấy ngày qua, nhiều cửa hàng thời trang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đăng cảnh báo lên mạng xã hội bị một nhóm đối tượng lạ mặt đến gian cảnh mua hàng rồi lợi dụng lúc nhân viên bán hàng sơ hở để lấy trộm điện thoại. Vào khoảng 17 giờ đến 18 giờ chiều ngày 17 tháng 10, liên tiếp hai cửa hàng bán quần áo ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên là shop Venus 54 Điện Biên và shop Mia 173 Điện Biên bị nhóm người giả làm khách hàng đến hỏi mua quần áo rồi lấy trộm hai chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max và XS Max của nhân viên bán hàng. Hôm 17 tháng 10 tầm 6 giờ chiều tối thì hôm đấy em bán hàng một mình và có hai người phụ nữ vào, nhưng mà một người vào trước và một người vào sau thì em cũng thấy là kiểu ở ngoài đã thấy hai người đi chung rồi, nhưng mà vào rõ ràng bảo là hai chị đi riêng không chung gì cả. Thì một người mua hàng trước đã thanh toán và thanh toán với em và một người trở vào xem hàng. Đến lúc họ thấy em lôi điện thoại ra thì bắt đầu giục lên ném em dối, và chị cầm cái áo dơ cao lên mà che mất tầm nhìn của em để chị kia lấy điện thoại dễ. Hôm đấy có một chị phụ nữ đi vào trước khoảng tầm hơn 40 tuổi, tóc tém, một bạn nữa tóc dài, gầy, cao. Chị kia vừa ra khỏi cửa thì chị tóc dài mới bảo là chị chốt lấy bộ này, thì em mới có nói là chị ơi thế chị không cần thử à? Thì chị bảo chị không cần thử, thì bắt đầu em đi vào thanh toán ấy, thì em bắt đầu em không thấy điện thoại em đâu nữa rồi. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 10, trên các trang mạng xã hội, hàng chục chủ cửa hàng quần áo trên địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động, huyện Quái Châu, thị xã Mỹ Hào đăng bài video trích xuất camera cảnh báo bị đúng nhóm người này lừa đảo. Nhóm đối tượng phụ nữ này đều đeo khẩu trang, thường đi từ 2, 3 hoặc 4 người, trong đó có người đứng ngoài cửa hàng cảnh giới và những người còn lại giả vờ và mua hàng để trộm cắp. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới là các shop bán quần áo nữ, đồ cho mẹ và bé, không có nam giới trong cửa hàng. Em thấy là tất cả các cửa hàng mà đăng lên mất đồ ấy, tất cả đều là cửa hàng bỉm sữa, đồ trẻ con, và lợi dụng sơ hở là cần tư vấn sai số, tư vấn tất cả mọi thứ thì để chủ cửa hàng không để ý đến và lợi dụng cơ hội sơ hở để ăn trộm điện thoại. Và sau sự việc thì bây giờ em sẽ đi trình báo công an ở gần nhất ạ. Ngoài đăng cảnh báo trên mạng xã hội, một số chủ cửa hàng cũng đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Tuy nhiên, các đối tượng đi xe máy gắn biển số giả nên việc truy tìm gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, nhân viên và chủ các cửa hàng kinh doanh buôn bán cần đề cao cảnh giác khi phát hiện đối tượng có nhân dạng hoặc thủ đoạn tương tự, cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý.